nội ngoại gần xa, nhất tâm nhất đạo để kính thỉnh bóng linh linh hồn của cổ trở về để hết hưởng lai lâm bữa cơm buổi sáng thanh mai ngày hôm nay, cũng là bữa cơm ly biệt cuối cùng trước giờ cụ ra đi. Mà đồng ra nhất tâm mà nhị chân linh hương hồn của người mẹ, người bà, người phụ là Nguyễn Thị Thản, mẹ tiến sinh 1930 đến đại hạ lập trung lúc 14:25 đi ngày 14/6/2022, tức ngày 16/5 Nhâm Hạ Dần, sinh mẹ hưởng họ 93 tuổi. Cam chiêu vong linh hương hồn của mẹ, của bà, của cụ để tỏa thiện linh vị để lại lấp ma hiến ni hưởng. Ơi mẹ làm sao tránh khỏi phận đi như hồn đi trong tuổi xuân xanh, công ơn mẹ cha đây đạo thả sinh thành, vất vả đêm ngày nó răn dậy từ đường ăn lối ở cương thường đạo thả lòng những hiếu thảo đền ơn đi biết miệng gần để mẹ đã hằng giữ sớm hôm mà mong sao nuôi được đường thì cứ ra đô chỉ ba lo bảy nghỉ vất vả chăm chăm đề cho vẹn toàn lối nọ đường kia bẻ nhanh mai cho hoa lẻ cây dùng cánh tươi vời cho yên lẻ tổ kêu xuân vò các con nên tưởng rằng mẹ đứng còn trường thọ để dìu dắt các con khuyên bảo các cháu, ai ngờ chẳng lặn sao tàn hồn mẹ ngày trời sau giấc đêm vắng năm canh, các con đi tưởng rằng hồn mẹ vẫn thơ hoang ngoài mày, mẹ ơi tưởng rằng mẹ ấy vẫn còn trên dương thế hiền mai giỏi phong ra ẩn thào, mẹ ơi thế từ nay thì hết
hồng xe ra lại thì ai hay trăng xô mình thuốc trường sinh hay cầu vương mẫu chưa trao mà trách bức tử nam tào sương hà linh nghi bùi ngùi khăn cảnh hai hàng nước mắt rơi các con các cháu như lại người ăn trốn ở quầng nằm mà như cắt ruột xe lòng các con các cháu trên trần ngày hôm nay nhân bữa cơm thường có mấy dòng kẻ xin được chiêu hình phong linh hương hồn mẹ mẹ huyền thường nguồn cơm nguyện chắp hơi tay cầu đức phật di đà tiếp dẫn phong linh hương hồn mẹ được siêu thoát nam mô a di đà. Phong hồn mẹ linh thiêng về nhận lấy tâm lòng chứng giam độ trì cho các con các cháu anh em nội ngoại gần xa nay đồng ra nhân tâm vai con gái út đại diện lên để gắp thức ăn cho mẹ. Mẹ ơi, về trước linh linh sáng đây các con thiết như là mầm cơm canh đảm bạc ra đình. Mẹ ơi, hương hồn mẹ về tiếp được nguồn cơm bữa cơm ly biệt sau cùng trước giờ mẹ đi xa. Mẹ ơi, mẹ con đi suốt bao năm mà thôi gần bó mặn nồng vui quần quần đi còn các cháu có mầm cơm canh sửa soạn con là mời mẹ ở nơi nào mẹ về xơi cơm đi trà trước giờ bình viện chia ly mẹ ra đi các con các cháu qua mâm cơm canh mẹ ơi con gọi mẹ về tiếp đường hai năm bữa cơm thường mẹ ơi nghĩ đến công lao của cha của mẹ thì vất vả bao tháng bao ngày vậy mà các con thì đã bao đáp được là nên hơn từ nay thì chẳng còn đâu những lúc vui lúc buồn các con quây quần có mẹ có con như những mọi ngày mẹ ơi mâm cơm canh ngày hôm nay đây là bữa cơm ly biệt sau cùng chén nước con rót lên con mời mẹ nó mẹ về nhận lấy tâm lòng về các con
Mẹ ơi linh thiêng mẹ hãy trở về, con gặp tâm lòng chúc sáng phù hộ độ trì cho các con nọ đời được mạnh khỏe mẹ. Đồng gia nhất tâm mà Phật Con Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy nhất tâm tại gia có các con rồi các cháu anh em nội ngoại gần xa kính thỉnh công linh hương hồn của người mẹ người bà người cụ là Nguyễn Thị Phàn chính hồn nay tọa thiền linh vị để lai lâm hiến hưởng bữa cơm buổi sáng thanh mai ngày hôm nay là bữa cơm ly biệt cuối cùng trước giờ mẹ đi xa. Các con các cháu thành tâm chắp tay khấn nguyện Đức Phật Di Đà tiếp dẫn công linh hương hồn mẹ được siêu thoát về nơi tây phương cực lạc, mẹ chứng giám độ trì cho các con các cháu rồi anh em nội ngoại gần xa ai nấy trên đời được mạnh khỏe bình an. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Mà đồng gia nhất tâm mà lễ tất đi bình thân đi phục vị. Các bác có thể đứng dậy rồi hãy phần lễ chúc thực cho cụ đã xong.